Hello, xin chào các bạn. Hôm nay như thường lệ, Hạnh làm một cái clip này để chia sẻ với tất cả mọi người một cái thức uống vào mỗi sáng thức dậy để giúp thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố, tăng sức đề kháng để phòng chống lại dịch bệnh. Ngoài ra, cái thức uống này còn có tác dụng hỗ trợ điều trị những bệnh liên quan đến đường hô hấp như là ho, viêm họng, sát khuẩn, tiêu đờm và tránh hôi miệng. Thức uống này thì nguyên vật liệu và cách làm thật là đơn giản. Mình chuẩn bị một sả tươi 2 đến 3 củ, chanh một quả, mật ong nguyên chất. Nên dùng thường xuyên, cái thức uống này thì sẽ giúp cho chúng ta giảm cân này, duy trì vóc dáng và không bao giờ lo viêm đường hô hấp trên. Chanh là một cái loại trái cây rất giàu vitamin C. Chanh thì giúp thải độc, tăng cường hệ miễn dịch, cung cấp nước cho cơ thể. Mật ong thì giúp làm sạch dạ dày, loại bỏ chất thải, rửa sạch mọi chất độc tố tồn đọng trong cơ thể sau một đêm. Còn sả có tác dụng là giúp lợi tiểu, chống oxy hóa, kháng khuẩn. Chúc các bạn làm thành công cái món thức uống này để dùng hàng ngày giúp cho cơ thể luôn khỏe mạnh, sảng khoái và chống lại bệnh tật nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.